Rồi các anh chị có nghe rõ thì chia sẻ không ạ? À? Ừ. Các anh chị có nghe rõ không? Anh chị nào nghe rõ thì comment tôi cho em luôn ạ. Ok, siêu tuyệt vời ạ. Hôm qua thì chúng ta mới đi qua một cái thói quen rất là quan trọng. À, đó chính là buổi sáng nhị màu. Thì buổi sáng nay các anh chị đã thực hành chưa ạ? Buổi sáng nay là mình đã thức dậy để thực hành buổi sáng nhị màu chưa các anh chị ơi? À, anh chị nào đã thực hành rồi thì mình comment tôi nhé. Và nếu mà mình thực hành một ngày á, thì nó sẽ không có tạo ra được cái kết quả đâu các anh chị. Được không mà. mà các anh chị phải thực hành bao nhiêu ngày ạ? À? Ít nhất là phải trong vòng 30 ngày. Sau đó là level thứ hai là level 3 tháng, level thứ ba là 6 tháng và level thứ tư là phải trên 2 năm. Thì anh chị mới có thể trở thành chuyên gia, trở thành bậc thầy và mình mới thật sự hưởng được cái quả ngọt được không ạ? Bất kỳ cái thói quen nào thì các anh chị phải duy trì Ít nhất là sau 30 ngày thì chúng ta mới hưởng được quả ngọt của nó. Còn nếu như mà chúng ta làm dưới 30 ngày thì chúng ta sẽ không có đặt câu hỏi rằng là tại sao tôi chưa thay đổi. Được không các anh chị ơi? Khi mà các anh chị hiểu được cái điều này thì các anh chị có bị nản không? Các anh chị có bị nản không ạ? Khi mà các anh chị hiểu được cái điều này thì các anh chị có một cái tầm nhìn dài hạn và các anh chị sẽ tin tưởng là mình làm được ha và mình mình không có bị nản chí. Mình không có bị gọi là hy vọng trong vô vọng các anh chị ha Mình không có bị hy vọng trong vô vọng Và mình hiểu được rằng là mình cần phải làm gì Được không các anh chị? Và hôm nay chúng ta sẽ qua một cái thói quen số 2 à, Một cái thói quen kế, kế tiếp các anh chị nha Ở đây là thói quen chắc là cũng là số 9 hoặc là số 10 rồi đó đó chính là những cái con người nhiệm màu trong cuộc đời của các anh chị. À, bây giờ mình phải làm sao để mình tận dụng những cái con người xung quanh của các anh chị, những con người nhiệm màu Để thay đổi cuộc sống của các anh chị. Làm sao để mình tận dụng cái điều này để mình gia tăng cái tình yêu thương và lòng biết ơn của mình lên. À, các anh chị ơi, vậy thì trong cái vũ trụ này nó có một cái điều đó chính là gì ạ? À, anh chị sẽ không thể nào thành công được à, nếu như anh chị sẽ không có những cái người thầy, à, mình sẽ không có những cái người thầy thì mình sẽ không bao giờ thành công được các anh chị. Anh chị nói đi ạ. À tại vì sao ạ à? tại vì khi mà các anh chị sống trong cái vũ trụ này nè thì anh chị sẽ được có rất là nhiều cái bài học anh chị phải giác ngộ những cái bài học ở trường đời sau đó là mình mới trưởng thành mình mới lớn lên được ví dụ như là khi mà mình đi học trường học đi mình vô trong lớp học á, mình học ở trường học với các anh chị thì khi mà các anh chị vào lớp học thì sẽ có thầy cô đó mà sẽ có bài thầy cô rồi sẽ có bài tập để các anh chị thi qua lớp đúng không Để các anh chị thi qua môn đúng không ạ? Yes. Uh, nhưng mà về cái trường đời ấy các anh chị nó không có dễ dàng giống như cái trường học của các anh chị đâu. Cái trường đời nó không có cái người nhắc nhở các anh chị là ừ con em ơi em phải học cái bộ môn đó đi, em học cái bộ môn đó thì em mới khỏe mạnh được, em phải học cái bộ môn đó thì em mới hạnh phúc được. Cái trường đời nó không có nhắc các anh chị mà nó sẽ cho các anh chị bài thi luôn. Nó sẽ cho anh chị cái bài thi mỗi ngày. Nếu mà mỗi ngày mà các anh chị thi anh chị làm bài không có được á thì các anh chị rớt. <laughs> rớt thì nó sẽ bắt anh chị học lại. Các anh chị nhung ạ. Và cái 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 cuộc sống này nó đang cho các anh chị một cái bài kiểm tra mỗi ngày. À, ví dụ như là nó sẽ cho anh chị cái bài kiểm tra đó chính là nếu như các anh chị chăm sóc được cái cơ thể ví dụ như nó về kiểm tra về sức khỏe đi. Nếu các anh chị chăm sóc cơ thể của mình nó khỏe mạnh được. Nó khỏe mạnh, nó hạnh phúc, nó tràn đầy năng lượng được từ sáng đến tối thì có nghĩa rằng là anh chị đã tốt nghiệp được cái bài chăm sóc sức khỏe, đúng không? Còn nếu như mà bạn chăm sóc sức khỏe mà cứ bị cái nọ bị cái kia, rồi để cho cơ thể của mình nó bị tổn thương cái bộ phận này cơ quan kia và bị mà không có có cách nào chữa lại được thì coi như anh chị đã đang gì dạ, anh anh chị đã không có vượt qua được cái bài kiểm tra của vũ trụ rồi đấy, anh chị không có được cái vượt qua được cái bài kiểm tra đó và bắt buộc các anh chị phải đi học luôn mà khi mà các anh chị không có giữ được sức khỏe của mình ấy thì các anh chị sẽ khao khát tìm kiếm được cái kiến thức nào đó để các anh chị học cái cách để mà vượt qua. Yes. Anh chị hiểu không? Ờ, hoặc là nói về cái việc mà quản lý tiền đi. Nói về việc quản lý tiền. Ờ, các anh chị uh, làm 10 năm, các anh chị chỉ làm ra được 10 năm, các anh chị làm ra được 10 triệu, 20 triệu mà các anh chị không giữ được nó. Ờ, hoặc là có một số anh chị rằng là dạ, mình 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 cứ bị liên tục bị thiếu thốn tiền bạc hoặc là các anh chị làm kinh doanh các anh chị không có bán được hàng các anh chị không có được doanh số lợi nhuận như các anh chị mong muốn thậm chí rằng là các anh chị làm ra tiền các anh chị cũng không giữ được nó luôn vậy thì đó là những cái bài kiểm tra của vũ trụ vũ trụ cho các anh chị bài kiểm tra chứ các anh chị làm không được anh chị thấy làm không được anh chị mới chị đi học Bao nhiêu số anh chị đây mình đã để mất tiền và mình mới vô mình mới khao khát tìm kiếm một cái kiến thức nào đó để anh chị học và cuối cùng anh chị có mặt ở đây ạ có không? Uh -huh. Yes vậy thì uh, nếu như mà các anh chị không có muốn mà mình phải mình phải bị thất bại xong rồi mình mới đi học á thì ngay bây giờ cái lúc này các anh chị hãy tốt nghiệp bài học luôn anh chị nhưng mà anh chị nói là ngay bây giờ cái lúc này anh chị hãy tốt nghiệp bài học luôn uh, các anh chị phải biết rằng là để mà các anh chị xây dựng cho mình một cái cuộc sống thành công hạnh phúc trọn vẹn thì bây giờ mình phải tốt nghiệp cái bài học gì mình tốt nghiệp bài học luôn mình đỡ phải 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 nhận bài học các anh chị anh chị hiểu mà Thí dụ như anh chị thấy rằng là một cái con người mà để thành công khỏe mạnh hạnh phúc thì người ta phải làm gì thứ nhất người ta phải có thói quen chăm sóc sức khỏe ừ vậy thì cái câu hỏi đặt ra là nếu như ngay bây giờ các anh chị chưa chăm sóc sức khỏe thì trước sau gì anh chị cũng sẽ được cái bài test của vũ trụ được không? anh chị cũng sẽ được cái bài bài học anh chị cũng phải tốt nghiệp bài học đó anh chị cũng phải nhận một cái quả đắng anh chị mới tốt nghiệp được anh chị đỡ vấn đề em nói không rồi một cái người thành công khỏe mạnh hạnh phúc có nghĩa là họ uh, sẽ không có hơn thua họ sẽ không có tranh đua thắng thua không có hơn thua những cái nhỏ nhặt không có để bụng những cái nhỏ nhặt cũng không có tranh luận đúng sai mà người ta chỉ biết rằng là người ta sẽ chọn cái sự hạnh phúc người ta sẽ lựa chọn cái hạnh phúc người ta sẽ lựa chọn là gì giữ cái mối quan hệ đó nó quan trọng hơn là tranh giành thắng thua vậy thì các anh chị biết được rằng cái thói quen của những cái người mà hạnh phúc họ sẽ hay có thói quen đó nhưng mà bây giờ anh chị vẫn cứ thích là tôi là người đúng bạn là sai và vẫn cứ thích tranh luận đúng sai với mọi người rồi các anh chị cứ cải thích cãi vã thích tranh luận <laughs> thì các anh chị sẽ chưa có phải anh chị chưa có tốt nghiệp được bài học hạnh phúc anh chị hiểu không? và trước sau gì anh chị cũng phải tốt nghiệp bài học đó và các anh chị biết rằng là một cái người mà muốn hạnh phúc thành công họ phải có tình yêu thương và lòng biết ơn họ phải rèn luyện lòng biết ơn và tình yêu thương nhưng mà bây giờ mỗi ngày các anh chị chưa có thói quen rèn luyện lòng yêu thương anh chị không có sống tử tế anh chị không có lựa chọn là yêu thương biết ơn nhưng mà anh chị vẫn cứ lựa chọn rằng là uh, cứ phàn nàn cứ đổ lỗi Với thế thì anh chị vẫn chưa tốt nghiệp được bài học hoặc là nói về tiền bạc ạ anh chỉ biết rằng là những cái người mà dư giả về tiền bạc á, là họ đang gì à? họ đang tập trung tập trung tích góp tiền bạc tập trung trả tiền cho mình trước tập trung đầu tư về sức khỏe đầu tư về trí tuệ cho họ để họ khôn ngoan lên để họ có thể tạo ra dòng tiền tốt hơn nhưng mà các anh chị vẫn chưa có làm được điều đó có nghĩa là anh chị vẫn chưa có tốt nghiệp được bài học và chắc chắn trước sau gì các anh chị cũng phải đi qua cái giai đoạn đó lúc sau vậy anh chị cũng phải lụm anh chị cũng phải kinh qua cái 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 giai đoạn đó thì các anh chị mới tiến tới được cái đích nhưng mà cái câu chuyện là khi anh chị học ở trường đời á thì không có thầy cô nào hết đó. không có cha mẹ nào mà nhắc các anh chị là học đi con ơi <laughs> con phải học đi rồi cũng thi nó mới qua môn được không có cái thầy cô nào không có cái cha mẹ nào nhắc mình hết mà mình phải là cái người tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình và mình mình tự biết được rằng là bây giờ mình muốn cái đó thì mình phải rèn cái đó thôi bây giờ mình muốn mình muốn khỏe mạnh thì mình phải rèn chăm sóc sức khỏe mình muốn hạnh phúc thì mình phải rèn cái việc xây dựng mối quan hệ hòa hợp với chọn cái sự hòa hợp mình muốn sống mà gọi là liên tục ở dư giả về tiền bạc thì mình phải tích góp mình phải trả tiền cho mình trước mình phải đầu tư cho trí tuệ mình phải phát triển tư duy mình phải liên tục cập nhật kiến thức mới và mình muốn kinh doanh thành công thì mình phải trao giá trị cái 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 đó là luật nhân quả nó như vậy rồi các anh chị và <laughs> như anh chị hiểu được cái điều này nhưng mà bây giờ đâu có ông bà thầy cô nào nhắc nhở mình đâu hả thì anh chị phải tự nhắc bản thân đúng không tự nhắc bản thân thì có phải là nếu mình phải chịu trách nhiệm thì mình mới tự nhắc nhở mình được đúng không ạ à? anh chị công nhận không chứ bây giờ mà đâu có đợi ai nhắc mình được đâu vậy thì đó là lý do tại sao mà người thành công là những người mà họ có cái tinh thần chịu trách nhiệm cực kỳ lớn Họ chịu trách nhiệm cực kỳ lớn Anh đây rằng là khi anh chị có cái tinh thần chịu trách nhiệm cực kỳ lớn Anh chị mới càng thành công được Tại vì anh chị biết rằng là Để mà có được cái đó mình phải làm gì Chứ anh chị không đợi ai nhắc cái anh chị hết Và, và ngay người ta mới nói rằng là Trước khi bạn muốn chạy được thì bạn phải đứng được đó và khi mà các anh chị chịu trách nhiệm được có nghĩa là anh chị đã đứng được trên đôi chân của mình rồi anh chị tách mình ra khỏi cha mẹ mình tách mình ra khỏi những cái mối quan hệ xung quanh anh chị tự đứng trên đôi chân của các anh chị bây giờ bây giờ có như thế này thì, thì 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 các anh chị cũng phải tự đứng trên cái đôi chân của mình anh chị hiểu không ạ? có nghĩa là bây giờ là có sóng có gió có bão có những cái khó khăn những cái không thuận lợi thì các anh chị cũng phải tập đứng trên cái đôi chân của các anh chị và khi mà các anh chị đứng được thì các anh chị mới chạy tới cái đích thành công của các anh chị được. Anh chị tới được cái đích thành công thì là mình phải chạy đúng không? Mà trước khi mà mình chạy thì mình phải đứng được cái đã. Chứ bây giờ mình còn víu víu vào những cái uh, cha mẹ rồi víu vào chồng vợ rồi víu vào những cái ngoại cảnh thì thì làm sao chạy được? Làm sao mà chạy được đây? Có nghĩa là bạn chưa đứng được thì bạn không thể chạy được. Anh chị rõ chưa đó vì vậy nên là mình cần phải uh, có cái tinh thần chịu trách nhiệm lớn thì trước khi mà anh chị muốn xây dựng một cái cuộc sống nó làm chủ cuộc đời thành công với mạnh hạnh phúc đạt được những mục tiêu thì 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 phải đứng được phải chịu trách nhiệm được anh chị rõ chưa ạ vậy thì anh chị biết rằng là trong cái vũ trụ này để mà các anh chị có thể đứng được để thì anh chị có thể chinh phục được mục tiêu ước mơ đạt được cái cuộc sống cái danh số cái lợi nhuận cái số tiền như các anh chị mong muốn hoặc là hạnh phúc thành công, gia đình hạnh phúc, có một cái <laughs> cuộc sống nó thành công viên mãn như những người tự do tài chính khác, như những nhà triệu phú khác. Thì à, các anh chị phải chịu trách nhiệm được và phải tự chủ động học những cái thứ mà mình cần để mà mình biết cách xây dựng cuộc sống của mình. Anh chị rõ chưa ạ? À? không ai nhắc các anh chị đâu ạ à. bao nhiêu số anh chị đây mình đã ở trong cái giai đoạn này rồi mình đã tốt nghiệp và giác ngộ bài học tới đây rồi nè và khi mà các anh chị chịu trách nhiệm được cho cuộc đời của mình thì lúc đó các anh chị sẽ chịu trách anh chị sẽ giờ anh chị sẽ lãnh đạo được người khác khi mà anh chị lãnh đạo được cho cái cơ thể của mình rồi thì anh chị sẽ lãnh đạo được người khác các anh chị đó không vậy thì có một cái chuyện ở đây có một cái thói quen mà các anh chị cần phải luyện ở đây Tức là khi mà các anh chị trưởng thành, khi mà các anh chị tự đứng được trên đôi chân của mình, và các anh chị hiểu rằng là trong cái vũ trụ này là các anh chị phải tự học. Các anh chị muốn cái gì thì các anh chị phải tự học, tự rèn luyện và phải tự tiến tới. Chứ không có ai nhắc nhở các anh chị, không có ai mà, mà ăn dùm cho các anh chị, cũng không có ai học dùm cho các anh chị, cũng không có thầy cô nào ở đây mà nhắc mình như hồi xưa nữa. Anh chị rõ chưa à? Thì anh chị phải biết rằng là khi mà cái người học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện đúng không? và trong cái cái vũ trụ này á sẽ tắt những cái người mà các anh chị gặp họ đều cho các anh chị một cái bài học nào đó để các anh chị phải đạt được cái thứ mà các anh chị muốn để mà các anh chị tiến thân trong đời. các anh chị rõ chưa? trong cuộc sống này nó sẽ có những cái người thầy. ai là người thầy của các anh chị ạ? À? ai là người thầy của các anh chị ạ. À? Chỉ có hai nhóm người thôi, trong cuộc đời này chỉ có hai nhóm người là bạn là, là gặp anh chị gặp thôi. Nhóm thứ nhất là bạn, nhóm thứ hai là thầy. Được không ạ? Những cái người thầy á các anh chị, nó sẽ có hai hai loại. Nó sẽ có hai loại người thầy như sau. Thứ nhất là một người tới có nghĩa là bất kỳ ai cho các anh chị một cái bài học nào đó thì đều là người thầy của các anh chị bất kỳ ai mà khiến cho các anh chị nhận ra một cái bài học nào đó thì đều là gọi là thầy đúng không ạ? Nên người ta gọi rằng là nửa chữ cũng thầy, một chữ cũng thầy. Ví dụ như có hai nhóm người thầy như sau. Cái người thứ nhất là tới cho các anh chị một cái bài học bằng cách là gì ạ? Lấy đi tất cả số tiền các anh chị có. Người ta tới, người ta lấy đi tất cả số tiền anh chị có để cho các anh chị rơi vào cái hoàn cảnh là gì không có tiền thì các anh chị mới thật sự nhận ra rằng là mình không biết giữ tiền đúng không ạ và các anh chị mới chịu đi học cái cách quản lý tiền anh chị rõ chưa và ví dụ như các anh chị xây dựng một cái gia đình mà nó không có hạnh phúc nó bị bất mãn các anh chị chồng của bạn không có ở bên bạn nữa và bạn cô đơn, bạn ở một mình và bạn cảm thấy rằng là cái mối quan hệ nó thật sự quan trọng thì thì sao mà có một cái người thứ ba xuất hiện trong gia đình các anh chị họ đã lấy đi cái người chồng của bạn cái kẻ số ba xuất hiện thì cái kẻ số ba đó họ đang dạy cho các anh chị cái cách đó chính là phải biết giữ gia đình của mình thì nó khiến cho các anh chị nhận ra một điều đó chính là gì mình cần phải học cái cách xây dựng gia đình hạnh phúc mình cần học cái cách để mà gì à? thay đổi bản thân của mình để giữ cái gia đình của mình đi thì đó là cái kẻ thứ ba đã cho các anh chị một cái giác ngộ đó và thế là anh chị mới chịu đi tìm học cái cách hòa hợp với gia đình của mình và các anh chị mới có mặt ở đây đúng không anh chị hiểu em nó không ạ à? hoặc là về cái sức khỏe đi ạ à? có thể rằng là gì anh chị ăn uống nó không có đúng nên là vô tình các anh chị gặp trúng một cái bà bán bún. Nó bán cho các anh chị một cái bữa ăn. Các anh chị về, các anh chị ăn, anh chị không có khỏe. Anh chị ăn vào người, người anh chị nó không có đẹp, không có khỏe. Nhưng mà body nó không có cân đối được. Thì các anh chị không có trách cái bà bán bún được đúng không mà. Mà cái bà đó bà đang, bà đang dạy cho các anh, bà đang gỡ gắm cho anh chị một cái bài học. Bây giờ muốn khỏe thì phải sao? Phải học cách ăn đúng uống đủ đi. Nhưng mà trong cuộc sống các anh chị, anh chị lại không biết rằng là những cái người đó là những người mà vũ trụ gửi tới để mà dạy cho các anh chị cái bài học để giúp cho các anh chị tiến lên phía trước đó tại vì bạn sẽ không chịu thay đổi nếu như bạn đang ở trong một cái vùng thoải mái trừ khi bạn là cái người mà bạn khi bạn là cái người thành công và bạn biết được cái điều đó thôi anh chị đó mà anh chị sẽ không chịu thay đổi nếu anh chị ở trong vùng thoải mái đâu ạ nên là vũ trụ phải gửi những cái người đó tới gửi những cái người mà gửi họ tới để họ khiến cho các anh chị phải rơi vào cái cảnh đó để các anh chị thay đổi vậy thì họ cũng là những người gọi là thầy của các anh chị họ đều dạy cho anh chị một bài học mà anh chị rõ chưa ạ nên vì vậy nên các anh chị cần phải có một cái thói quen đó chính là gì ạ à? luôn luôn sau một cái sự kiện các anh chị phải luôn luôn giết xuống phải ngầu lại với bản thân của mình là 20 cái bài học mình nhận ra ở đây là cái gì. Ví dụ như các anh chị đang có một cái số tiền rủng rỉnh. Các anh chị không có biết đầu tư cái gì hết. Và các anh chị nghe trên mạng nói rằng là à đầu tư à, bỏ tiền vô là sẽ có lời lãi. Thì bây giờ là thứ nhất là mình đang cần tiền đúng không? Thứ hai nữa rằng là mình không có biết tư duy đầu tư mình cũng không có kiến thức kinh doanh mà mình là thuộc dạng lười biếng nữa nên là mình cứ quăng đại tiền cho người khác đi và mình nghe tới lời lã hay quá thì mình quăng đại đi rồi có khi là mình ngồi mình rung đùi là mình cũng có tiền anh chị nghĩ nó đơn giản như thế là bởi vì anh chị không hiểu cái quy luật của tiền bạc anh chị không có hiểu quy luật của tiền bạc là gì ạ à? phải có gieo mới có gặt anh đây là các anh chị đã dùng cái số tiền tiết kiệm của các anh chị để các anh chị anh chị vay thêm tiền của này kia nữa để các anh chị đặt tiền vô và sau một thời gian anh chị phát hiện là anh chị đã mất trắng thì khi mà anh chị phát hiện ra mình bị mất tiền thì sao ạ à? thì anh chị đang ở trong cái tình cảnh là bị nghẹt nghèo rồi thứ nhất là tắt cái số tiền tiết kiệm của mình bao nhiêu năm nay nó mất hết thứ hai nữa là gì ạ à? ờ, cái tiền mà gọi là mình còn đi vay của người khác nữa rồi bây giờ lấy đâu ra trả đã à, gì đã không làm ra tiền mà lại bị mất tiền nữa thì các anh chị sẽ cảm thấy gì ạ? mình cảm thấy bị thiếu lúc đó lúc đó các anh chị cảm thấy thiếu vắng thấy thiếu tiền và các anh chị biết lý do tại sao mà ở ngoài kia đa số mọi người trong cái giai đoạn này là rất là thích kiếm tiền nhanh không ạ? Rất là muốn kiếm tiền nhanh là bởi vì sao ạ? <laughs> là bởi vì các anh chị khi mà họ đang đi làm đúng không các anh chị ha trước đây họ có một công ăn việc làm nhưng mà bởi vì tình hình kinh tế nó đang bị suy thoái có rất là nhiều cái doanh nghiệp họ phải đóng cửa và những cái nghề ngành nghề nó đã bị biến mất nên là bởi trước giờ tự nhiên họ đang làm ra tiền thì bây giờ tự nhiên doanh nghiệp bị đuổi đi doanh nghiệp phá sản thì người ta sẽ đuổi họ đi họ không có làm không có công ăn việc làm nữa và người ta rơi vào cái cảnh thiếu tiền đúng không các anh chị thiếu tiền và khi mà bị thiếu tiền như vậy thì họ có một cái xu hướng. Ví dụ như là cái người đó họ đang họ đang vay tiền để mà mua một cái căn nhà và anh ta đang bị nợ ngân hàng và mỗi tháng anh ta phải trả cho ngân hàng là 10 triệu. Và cái công việc của anh ta giúp cho anh ta làm ra 20 triệu. Và anh ta anh ta sẽ trích ra 10 triệu để trả cái tiền lãi ngân hàng đó. Còn 10 triệu để chi tiêu. Nhưng mà vào một ngày đẹp trời cái công ty đó nó không có nhận anh ta làm nữa, nó mất nhiệt luôn rồi. Công ty đó nó phá sản đổ nợ luôn rồi. Và cái công ty đó là cái nghề đó nó biến mất luôn, xã hội không có còn cái nghề đó nữa. Xã hội không có cần không có ai cần làm cái nghề đó nữa. Thì bây giờ anh ta không có ai nhận việc, không có ai làm, không có đi làm được. Và anh ta rơi vào cái cảnh là gì thiếu tiền. Không có dòng tiền. Mà anh ta đang phải áp lực nợ cái ngân hàng 10 triệu nữa. Các anh chị hiểu không? Ừ. Vậy thì bây giờ anh anh ta sẽ làm gì đây? và khi mà đang ở trong cái trạng thái áp lực đó thì anh thì người cái con người ta muốn xu thế kiếm tiền nhanh họ không có hiểu về quy luật tiền bạc cái quy luật của tiền bạc đó chính là gì ạ phải có tiền là vật trao đổi ngang giá phải có cái giá trị tương xứng thì nó mới đổi lấy tiền nhưng mà anh ta lại không hiểu cái quy luật này anh ta chỉ biết lần là bây giờ mình muốn kiếm tiền nhanh thế là con mắt của anh ta cái cái não của anh ta nó tập trung vào cái kiếm tiền nhanh cái đâu có tiền nhanh là anh ta đi tới và anh ta nghe ở trên mạng thì sao ở trên mạng có những cái cái người có một nhóm người đó chính là cái nhóm người họ lấy tiền của các anh chị ở trên cuộc đời này nó sẽ có ba nhóm người một nhóm người là sẽ cho anh chị con cá là những cái nhóm người mà họ đi làm từ thiện họ đi uh, cho tiền đó cái nhóm người số 2 là họ sẽ dạy cho anh chị cách câu cá họ sẽ chia sẻ những tư duy kiến thức để giúp cho anh chị có kiến thức để anh chị biết cách tạo ra tiền nhưng nó sẽ có cái nhóm người số 3 là sẽ bán cá thì các anh chị sẽ lấy cá của các anh chị sẽ lấy tiền của các anh chị các anh chị hiểu không ạ là cái nhóm người số ba là các anh chị đừng có nghĩ rằng là ai trên cái cuộc đời này cũng sẽ tốt giống như các anh chị và các anh chị nghĩ rằng là à, à cái đứa đó nó sao ạ à, nó nó nói rằng là lời lắm lãi lắm mà cái người đó họ đang bán cá đó họ đang lấy lấy tiền các anh chị đó các anh chị giao hết tiền cho họ mà các anh chị không có tư duy không có kiến thức ha, các anh chị nha em nói các anh chị rằng là nếu như mà mình không có khả năng tạo ra 100 triệu lợi nhuận thì các anh chị đừng có hy vọng rằng là mình sẽ đầu tư gia tăng tài sản và tạo ra 100 triệu lợi nhuận không có chuyện đó đâu các anh chị cái tất cả số tiền các anh chị nhặt nó phải bằng cái trí não của các anh chị nó phải bằng với cái năng lực của các anh chị cái năng lực của các anh chị tới đâu tiền các anh chị nó mới tới đó và đó là lý do khiến cho các anh chị ngoài kia đó mà mình đã đang, đang nghèo gặp các em là vậy đó đang túng thiếu rồi lại còn túng thiếu hơn tại vì mình đang tập trung vào cái tiền nhanh các anh chị phải hiểu đó là lý do tại sao mà trong môi trường câu lạc bộ mới có những cái nhóm rèn luyện rèn luyện cho các anh chị đi làm kinh doanh rèn cho các anh chị để trở thành một doanh nhân rèn cho các anh chị hiểu những cái tư duy đúng đắn về tiền bạc và đặc biệt cái chính là rèn cho các anh chị anh chị nào muốn đầu tư thì anh chị phải học tư duy đầu tư đã danh nhân làm chủ cuộc chơi nó sẽ có cái nhóm rèn luyện cao nhất của câu lạc bộ là danh nhân làm chủ cuộc chơi các anh chị học những cái tri thức trong đó để các anh chị biết rằng là tiền bạc nó là như thế nào anh chị hiểu về tiền quy luật về tiền bạc các anh chị mới làm chủ được nó anh chị nhung ạ bây giờ xin anh chị hiểu được điều này vậy thì trong cuộc sống này nó sẽ có hai cái nhóm người thầy Thứ nhất là cái người tới để cho các anh chị biết được rằng là mình cần phải thay đổi. Họ cũng được gọi là thầy. Và cũng cần các anh chị phải gửi lời cảm ơn. Các anh chị nhớ không ạ? Các anh chị cũng cần phải viết những lời cảm ơn với những người này. Họ đơn giản là một công cụ. Tại vì tất cả mọi thứ là trường năng lượng thôi mà. Trong cái vũ trụ này là chỉ có bạn với lại là luật hấp dẫn thôi. Ví dụ như là anh chị nè, Theo nè. Theo là luật hấp dẫn của anh chị hấp dẫn tới đấy. Và chỉ có bạn với luật hấp dẫn thôi. Có nghĩa là bạn nè, còn chồng của bạn. Chồng của bạn là một cái năng lượng mà luật hấp dẫn mang tới cho bạn hoặc là bạn nè vợ của bạn vợ của bạn là một dạng trường năng lượng mà luôn hấp dẫn mang tới cho bạn anh chị hình dung không rồi ví dụ như rằng là bạn nè rồi một cái sự kiện nào đó nó không có được tuyệt vời nó tới thì cái sự kiện này là do luật hấp dẫn mang tới cho bạn đó để nó 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 giúp cho bạn đạt được cái điều mà bạn muốn đó ở đây rằng là người ta mới nói rằng là gì trong có vũ trụ này chỉ có anh chị với là luật hấp dẫn thôi nó không có cái người nào khác nữa đâu không có cái gì khác nữa đâu ạ cuộc sống của các anh chị nó chỉ có bạn và luật hấp dẫn thôi vậy thì anh chị phải hiểu rằng là tất cả những thứ gì mà anh chị đang gặp phải nó đều là do luật hấp dẫn mang đến cho các anh chị hết vậy thì anh chị có than vãn nữa không ạ có kêu cao mà có kêu trời kêu đất nữa không ạ có than vãn nữa không ạ có đổ lỗi nữa không có gì ạ à? À, có có à, bất mãn đúng không có buồn bã nữa không không Bây giờ là không phải là thời gian để làm những chuyện đó. Bây giờ là thời gian để mình gì mình phải ghi xuống những bài học. À Vậy thì qua cái trường hợp này mình học được cái gì đây? Mình học được cái bài học gì? Ok, mình phải ghi xuống. Tại sao mình lại mất tiền? Qua cái sự kiện mà mình bị mất tiền đây nè. Thì mình phải học được cái bài học gì? Mình lập trình lại Bài học thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất mình nhận ra rằng là mình không không có năng lực giữ tiền vì mình không có năng lực giữ tiền nên là mình mới để tiền nó tuột khỏi kẻ tay của mình được vậy là mình cần phải đi tìm cái kiến thức để mình học giữ tiền thôi được mà cái thứ hai là mình không thể nào mà tin tưởng bất kỳ một cái người nào đó khi mà mình giao tiền cho bất kỳ gì mình phải có kiến thức mình phải có hiểu biết mình phải có kiến thức mà không am hiểu thì đừng có ném tiền vô Ok không ạ? Anh chị phải viết xuống những cái bài học Và thầm cảm ơn cái người đó đi ạ Và anh chị hãy nói lời cảm ơn với cái người đó Tại vì khi mà anh chị cảm ơn được Thì anh chị sẽ tha thứ được Ở đâu có tình yêu thương và lòng biết ơn Thì sẽ không có sự giận hờn Ok không ạ? Ở đâu có tình yêu thương và lòng biết ơn Thì sẽ không có sự thù hằn Không có sự giận hờn và một cái cảm xúc giận hờn là cái cảm xúc mà khiến cho anh chị bị stress. Anh chị sẽ bị phá hủy từng cái tế bào của các anh chị. Và mình bị mất năng lượng, không có làm ăn gì được hết. Không có tinh thần, không có năng lượng. Không có nhiệt huyết, không có tinh thần, không có năng lượng, không có nhiệt huyết thì không có làm được cái gì hết. Không có vực lại cuộc đời được. Mà cuộc đời của mình nó sẽ càng thậm tệ hơn, nó sẽ càng đâm, đâm, đâm xuống, đi xuống hơn. Anh chị rõ chưa? Nên là vì vậy nên là mắc cái gì cũng được nhưng mà đừng có để mắc cái tinh thần của mình đừng có để mắc cái nhiệt huyết của mình đừng có để mắc đi cái năng lượng của mình còn năng lượng thì mình mới còn làm ra được những thứ khác còn năng lượng còn sức khỏe còn tinh thần thì chắc chắn mình sẽ làm ra được mình sẽ làm lại cuộc đời được nên là mới có câu là mất tiền là mất ít nhưng mà mất sức khỏe là mất nhiều quá vậy thì trong cái trường trường hợp đó là mình phải thực hành lòng biết ơn các anh chị ok mà anh chị phải viết xuống Tôi vô cùng hạnh phúc biết ơn ai tên gì, anh A anh B gì đó đã xuất hiện cho tôi cái bài học này. Đã khiến cho tôi nhận ra rằng tôi cần phải quản lý tiền tốt hơn. Để khiến cho tôi nhận ra rằng là tôi cần phải tốt nghiệp bài học về quản lý tiền xuất sắc. Để khiến cho tôi nhận ra rằng là tôi cần phải phát triển bản thân lên tôi cần phải học một cái gì đó, tôi cần phải biết một cái gì đó. Chứ Không phải là ngầu đó chửi rủa người ta các anh chị. À, anh chị ok không ạ? À? Bao nhiêu sách gì hiểu thì comment ạ. À? Đó là cái nhóm người thứ nhất. Cái nhóm người số 2 là cái nhóm người thầy, cũng gọi là thầy. Đó chính là những cái người xuất hiện Đã dạy cho bạn biết là bạn cần phải làm gì ha Những cái người mà Họ tới họ phá các anh chị á, Là họ đang cho các anh chị bài học Là mình cần phải Mình cần phải đi học cái gì Mình cần mình đang bị thiếu số cái gì Mình đang bị thiếu thiếu cái gì Còn những cái người Mà họ là những người thầy Họ tới họ sẽ dạy cho các anh chị biết Là anh chị cần phải làm cái gì Để có được kết quả giống họ Ví dụ như bây giờ các anh chị muốn tạo ra thu nhập 100 triệu lợi nhuận. Các anh chị đang làm ra anh chị đang làm ra 50 triệu mà lợi nhuận trong vòng 10 năm nay không có gì thay đổi hết. Anh chị rõ không ạ? À? Thì vô tình các anh chị lại gì anh chị đang mong muốn có nhiều tiền hơn. Anh chị mong muốn uh, là gì mình có thể là uh, mình mình mình, mình mong muốn là mình có thể tạo ra cái thu nhập tốt hơn, mình có nhiều tiền hơn để mình lo cho gia đình của mình, mình trả những cái khoản chưa dương của mình thế tự nhiên cái anh chị mới đang mọc đang có cái mong muốn đó đúng không cái anh chị lượng 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 trên mạng xã hội hoặc là anh chị sẽ có một cái người nhắn tin cho các anh chị nói rằng là gì ạ bạn ơi ở đây môi trường câu lạc bộ có những anh chị thành công tự do tài chính chia sẻ cho bạn cái này nè bạn vô bạn học đi đấy thế thì trong cái tin nhắn nó có cái chữ là tự do tài chính là cái thứ mà các anh chị đang muốn các anh chị đang gọi là gì tôi đang là bị rấu nuôi về tài chính để mà tự do gì đúng không ạ thì đúng cái thứ anh chị muốn Là đang vũ trụ đang bách bảo Các anh chị là phải đến đó Thế là các anh chị mới vào Các anh chị mới bắt đầu Gặp những cái người thành công Anh chị thấy cuộc sống của họ Tự do được Đi du lịch vòng quanh thế giới được Họ khỏe mạnh Họ hạnh phúc Họ năng lượng Họ có hiểu biết Họ có giá trị cho nhiều người Mỗi lần họ xuất hiện là Được nhiều người Họ ngưỡng mộ Họ yêu thương Thì sao ạ à? Thì lúc đó các anh chị mới bắt đầu là gì À Đây là cái kết quả các anh chị muốn và các anh chị họ làm được cái thứ mà các anh chị không làm được có nghĩa là họ biết cái thứ mà các anh chị không biết anh chị đó không họ biết cái thứ mà các anh chị không biết vậy thì bây giờ làm sao thì phải học mình phải đu theo mình học chứ làm sao đấy là lúc đó anh chị mới zone vào anh chị học anh chị mới biết rằng là à thì ra tại sao mình lại không giữ được tiền là bởi vì sao là bởi vì mình mình mình, anh, anh chị mới hiểu được là tại sao anh chị không giữ được tiền tại sao anh chị làm ra bao nhiêu năm nay anh chị không có gia tăng tiền bạc được và anh chị sẽ học được cái thứ anh chị cần học và ra anh chị áp dụng thì sao ạ à? thì anh chị đạt được cái mục tiêu của mình gia tăng từ 50 triệu lên 100 triệu là nhờ anh chị hiểu em ý em nói không nó là vậy có nghĩa là khi người nay là muốn nói là khi người học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện thôi các anh chị chắc chắn là người thầy sẽ xuất hiện cho các anh chị. Anh chị sẽ học được một cái bài học gì đó. vậy thì anh chị phải luôn, bây giờ anh chị phải tại sao anh chị phải viết lòng biết ơn với những cái người này. nên là bất kỳ cái người nào mà cho các anh chị nhận ra được một cái bài học nào đó. các anh chị phải viết xuống lời cảm ơn liền. để làm gì ạ, để làm gì ạ, tại vì sao tập trung cái gì cái đó mở rộng khi mà các anh chị nhận được một cái bài học nào đó các anh chị biết xuống lòng biết ơn anh chị biết ơn thì sao thì vũ trụ sẽ hiểu rằng là a à, con nhỏ này là cái đứa mà nó ham học nè nó không có dạng là hóc hách nó không có thuộc dạng là gì ạ không có thuộc dạng là tự cao tự đại mà nó là người khiêm nhường nó là người ham học hỏi thì vũ trụ sẽ gửi thêm nhiều bài học cho các anh chị hơn để các anh chị thay đổi cuộc sống các anh chị tốt hơn nên rằng là anh chị nào ở đây mà mình học với một cái tâm thế là một ly nước trống. Mình học với một cái tâm thế là gì ạ? Mình luôn khiêm nhường học hỏi thì các anh chị sẽ liên tục thành công. Và anh chị biết không mà Tư duy của một nhà triệu phú là gì ạ? Một nhà triệu phú họ có một cái tư duy là tôi liên tục học hỏi và phát triển. Còn một người chưa thành công họ có cái tư duy là tôi đã biết tất cả rồi. Anh chị hiểu không? Đã vì vậy nên là các anh chị phải liên tục thầm nói lời cảm ơn với những người cho các anh chị giác ngộ được bài học nếu như các anh chị không nói lời cảm ơn thì trong tương lai các anh chị sẽ không có thêm bài học mới bao nhiêu anh chị rõ nó rõ giùm em nè cái gì mình cảm ơn thì mình sẽ được ban tặng thêm và cái gì mà mình không nói lời biết ơn thì mình sẽ bị tước đi và cái người chịu phú á họ không bao giờ nói ba cái chữ là tôi biết rồi mà họ sẽ luôn nói rằng là gì ạ? Dạ, mình sẽ học thêm được cái gì ở đây? Học thêm. Thêm. Thêm cái gì ở đây? Các anh chị ha. À? Và kiến thức các các anh chị. Càng được lập đi lập lại nhiều lần. Thì các anh chị sẽ càng giác ngộ ở cái level cao hơn. Cũng là thực hành lòng biết ơn đó. Nhưng mà anh chị thực hành lòng biết ơn Ngày đầu tiên của Theo nó sẽ khác Anh chị thực hành lòng biết ơn lần thứ 10 với Theo Nó khác, nó không có giống đâu ạ à. Cũng là một đòn giỏ thôi Nhưng mà anh chị đánh cái đòn giỏ Ngày đầu tiên nó khác Anh chị đánh cái đòn giỏ lần thứ 100 Hiểu không ạ? À? Đây là một nhà triệu phú họ hiểu rất rõ về điều này Nên họ luôn nói là vậy tôi có thể học được gì ở đây không, cái chữ mà tôi biết rồi Nó không nằm trong não của họ các anh chị Nó không nằm trên cái cửa miệng của họ nên là ba cái từ mà em khuyên các anh chị mình phải loại khỏi cái từ điển của các anh chị là tôi biết rồi dẹp luôn đi nếu như các anh chị có biết thì cũng đừng bao giờ nói câu đó mà hãy nói là gì ạ cảm ơn vì đã chia sẻ và bây giờ các anh chị nhận được bài học gì trong ngày hôm nay anh chị phải mỗi ngày các anh chị phải luyện thói quen này trong ngày hôm nay ai đã giúp cho các anh chị giác ngộ được bài học gì các anh chị phải viết xuống hãy có từ một dòng cho đến năm dòng để nói lời cảm ơn ví dụ như em ví dụ đơn giản là người thầy của theo trong cái dung tối ví dụ như là hôm nay thi vô vào thi vào dung câu câu lạc bộ đi tôi học được một cái bài học đó là cái 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 gọi là cái thứ mà theo đang rất là cần luôn các anh chị theo đang rất là cần luôn nên là anh chị cần kiến thức gì là vũ trụ để cho anh chị hết nên là anh chị về anh chị đi học là anh chị sẽ nghe đúng thứ anh chị cần nghe anh chị sẽ tốt nghiệp đúng thứ anh chị cần tốt nghiệp là ok nên là khi mà mà vào dung á là theo sẽ sau khi là theo sẽ hay gửi lời cảm ơn ví dụ như là em vào dung tối đi em giác ngộ được cái bài học là gì nè ví dụ như là cái dung hồi tối đó thì em sẽ giác ngộ được cái bài học là cái nghệ thuật làm thu miên nó rất là quan trọng đúng không bao nhiêu hồi tối anh chị học cái dung hai mươi giờ ba với em ạ à? Và em nói các anh chị rằng là cái nghệ thuật thôi miên đó là em học từ lần thứ năm thứ 10 rồi đó. Nhưng mà em vẫn còn ngồi học với các anh chị, anh chị công nhận không? Tại vì tại vì sao? Tại vì mình 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 mới thôi miên tạo ra được cái số tiền đó thôi chứ mình chưa có biết cách để mà 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 mình 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 sử dụng cái nghệ thuật đó, mình sử dụng cái công cụ đó để mình giúp cho nhiều người hay là mình đạt được những mục tiêu. Nên là em tin rằng là khi mà mình học lần thứ 10 mình sẽ giác ngộ một cái co hơn. Chắc chắn là em học em sẽ hiểu nó ở cái tầng cao hơn các anh chị học rồi. Vậy thì sau khi mà em theo uh, vẫn, mặc dù là cái não em nó nói rằng là Theo ơi, cái thôi miên này mày học lần thứ 10 rồi, bây giờ mày đi học cái khác đi. Mày đừng có ngồi đây nữa, mày ngồi đây nữa nó tốn thời gian lắm. Nhưng mà không, không, no, 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 Em nói là không, không, không. Cái uh, nghệ thuật thôi miên là một trong những cái cách uh, duy nhất có thể giúp cho mình thay đổi cái niềm tin của mình. Duy nhất là cái thứ có thể đưa mình lên một cái tầng nó là cái công cụ để đưa mình lên một cái tầng cao hơn. Nên nếu như bây giờ mà mà mình nó là cái thứ quan trọng mà cái gì càng quan trọng thì mình càng hiểu nó càng nhiều càng tốt. Nên là em theo mới nói rằng là thôi, theo ráng học đi, theo ơi phải lắng nghe tiếp, phải lắng nghe tiếp. Thế là em đã gì ạ? Tiếp tục dành một tiếng đồng hồ để ngồi học cùng với các anh chị đấy, để mà theo nhận ra được rằng là à, và em theo đi giác ngộ ra được một cái bài học đó chính là gì ạ? đây là một cái công cụ nó rất là quan trọng mình đã dùng cái mình nhớ lại hồi xưa mình dùng cái công cụ này đã thay đổi cuộc sống của mình như thế nào và em theo đã đưa ra một cái một cái một cái một ý tưởng đó chính là em sẽ dùng cái công cụ này để giúp cho những cái người khách hàng của mình họ thay đổi cái niềm tin của họ đi và khi mà họ chịu thay đổi cái niềm tin của họ từ một cái người mà từ một cái người mà Họ chỉ dám tin rằng là họ tạo ra được 50 triệu một tháng thôi. Thì theo sẽ hướng dẫn cho họ dùng cái công cụ thông minh này để họ có tin rằng họ có thể tạo ra một tỷ là nhận một tháng, hoặc là không giới hạn. chị nhớ chỉ cần chỉ cần họ tin được thì họ sẽ làm được. Đấy. Vậy thì sao ạ? À? Có phải rằng là ý tưởng xuất hiện mà? một cái ý tưởng nó xuất hiện. Và theo mới bắt đầu Vậy thì sau khi em theo giác ngộ được bài học thì em theo sẽ bắt đầu ngồi xuống mình sẽ ngồi xuống mình nói lời cảm ơn mình sẽ viết xuống là gì ạ à, mình tưởng tượng ha anh chị nghe em anh chị nghe kỹ cách em thực hành nè đó chính là mình ngồi đây mình sẽ tưởng tượng cái người thầy mình ngồi đây và mình sẽ nói rằng là cảm ơn cảm ơn anh Trịnh Huy đã gì ạ hôm nay đã chia sẻ một cái bài học giúp cho em nhận ra được rằng là cái nghệ thuật thôi miên nó rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi một con người và đây là một cái kiến thức mà anh đã phải bỏ 22.000 đô để đi học có nghĩa nó là một cái bộ công cụ mà quyền năng trên thế gian này và không phải ai ở ngoài kia cũng biết nên là gì à? À, anh đã giúp cho theo nhận ra được rằng là đây là một cái công cụ có thể giúp cho rất là nhiều người thay đổi và chỉ cần theo dám theo chịu à, khiến cho nhiều anh chị tốt nghiệp được cũng như là coi trọng được cái cái nghệ thuật cái bộ môn khoa học này thì theo sẽ có giá trị nhiều hơn và khi theo có giá trị nhiều hơn thì theo sẽ xứng đáng nhận được cái dòng tiền cao hơn nên là theo rất là biết ơn à, với cái kiến thức mà ngày hôm nay anh đã chia sẻ thay vì em phải bỏ ra 22.000 đô để em đi học thì anh đã làm cái điều đó rồi anh đã chịu đi học rồi anh đã chịu ứng dụng rồi và anh đã đúc kết một cái công thức nó rất là cụ thể để cho theo cũng như đội nhóm của theo học được cái công cụ này và theo tin rằng là sau cái buổi ngày hôm nay Kể cả bản thân của mình Theo và đội nhóm có theo nếu như ai chịu áp dụng Họ đều có thể có một sự bất phá lớn trong cuộc sống Ghê không nghe không Và em rất là thầm cảm ơn anh Bao nhiêu số anh chị đây mình hiểu cái cách em suy cái cách em áp dụng Các anh chị áp dụng được không Nên rằng là anh chị nào mà vô đi học với em á anh chị nào mà hay nói lời cảm ơn vì đã nhận được bài học gì hôm nay tôi cảm ơn ai vì tôi đã nhận được bài học gì thì anh chị mới có một cái sự tiến thân trong đời anh chị mới có một cái sự lột xác nó nhanh được còn anh chị nào mà cứ hỏi rằng là chị ơi bữa nay học được gì vậy ờ thì bữa nay chị cũng vô dung điều đặn chị cũng tốt nghiệp được nhiều bài học lắm em anh chị thấy cái thái độ không cái thái độ đó nó có phải là thái độ biết ơn không ạ à? Ờ, thì bữa nay chị cũng vô họ chị mình mình hỏi thăm đúng không thấy anh chị vô học thì mình hỏi thăm mà nói rằng là chị ơi bữa nay là chị tốt nghiệp được bài học gì kể em nghe ừ thì bữa nay chị cũng vô thì chị cũng vô đúng giờ mà rồi chị cũng nhận được nhiều bài học lắm em hết chăm hết rồi biết ơn dữ chưa đấy nhưng <laughs> nếu như các anh chị hiểu cái quy luật nhân quả bất cứ thứ gì các anh chị cho đi các anh chị sẽ được ban tặng thêm Ví dụ như ngày hôm đó các anh chị chỉ cần nhận ra một cái bài học nhỏ thôi là mình phải tin ý, mình phải nhận ra liền mà nói là vậy à. Bữa nay hay lắm thưa Trời ơi chị rất là thầm biết ơn em luôn, chị đang ngồi cảm ơn em luôn đó. Là khi mà chị vào cái Zoom á, chị ngồi chị nghe á thì chị mới nhận ra được một cái điều mà hồi trước giờ chị không có biết. Đó chính là là chị phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Thì chị nhận ra rằng là chị còn hay đổ lỗi. Chị hay đổ lỗi cái này cái cái kia. Mà ngày hôm nay chị nghe em nói xong là chị giác ngộ luôn, chị sợ luôn và chị tin rằng là kể từ giây phút này trở về đi nếu như mà chị chịu trách nhiệm liên tục thì chị sẽ thành công cực kỳ lớn nên là chị đang ngồi cảm ơn em ghê luôn á vì nếu như mà chị không nhận ra được cái này thì chưa chắc là là cuộc sống chị nó sẽ tốt hơn đâu anh chị hiểu vấn đề không ạ à? và khi mà các anh chị cứ cảm ơn như vậy cảm ơn như vậy thì khi mà các anh chị cảm ơn cái bài học mà các anh chị nhận được từ ai đó thì cái não các anh chị nó được lập trình lại một lần nữa. Anh chị hiểu không ạ? À? Nó sẽ nhớ rằng là À, bữa nay mình đã có một bài học mới. Và nó sẽ thu hút những cái bài học mới đó nha các anh chị. Nên là cái thói quen này rất quan trọng. Nếu như các anh chị mưu cầu tri thức Thì các anh chị phải biết ơn Bất cứ cái người nào Đã giúp cho các anh chị nhận ra một cái bài học gì đó. thì hàng ngày các anh chị phải có những cái cuộc trò chuyện anh chị phải viết thư. Ha, hãy tập viết thư. Viết thư trong viết thư gửi cho viết thư cảm ơn. Viết thư cảm ơn gửi cho những cái người mà đã giúp cho các anh chị có bài học. Một cái thái độ đón nhận như vậy thì em nói là vũ trụ là phải nể phục các anh chị. Vũ trụ là phục các anh chị và mang đến những cái bài học đắt giá cho cuộc đời các anh chị. Và như thế anh chị chỉ có tiến lên phía trước thôi bạn không bao giờ đi thuộc lùi được bạn chỉ có tiến lên tiến lên và tiến lên người có tri thức thì họ mới tiến thân trong đời nên nó mới có câu là gì ạ nếu các anh chị muốn tiến thân trong đời thì đừng có nghe những gì mà mình nói nếu như các anh chị muốn thay đổi nhanh chóng thì đừng có tin những gì mà mình nghĩ cái suy nghĩ cũ của mình cái lời nói cũ của mình nó chỉ khiến cho mình dậm chân tại chỗ thôi mình phải có cái mới tri thức mới kiến thức mới cái mới thì nó nằm ở bên ngoài Cái mới thì nó nằm ở ngoài kia Cái mới nó nằm ở ngoài Mình không biết được Nên là mình phải thầm biết ơn Mình phải luôn liên tục cảm ơn Cảm ơn những cái bài học nhỏ Thì mình mới có được bài học lớn Cảm ơn những cái kiến thức cơ bản Thì mình mới có những cái kiến thức chuyên sâu Thì có một số anh chị nói là Vô dùm chị thấy chán quá à. Chị không có học được gì hết Tại sao không học được gì các anh chị sao không học được cái gì, ok không ạ? Bao nhiêu anh chị hiểu điều này à? và đó là thói quen của một nhà triệu phú. Nếu như các anh chị muốn gây dựng một cái khối tài sản lớn thì các anh chị phải có thói quen này. Không có một cái người nào mà tự cao tự đại, hóc hách, xem trời bằng dung, xem trời bằng vung, không chịu học bất cứ thứ gì từ ai mà có thể thành công lớn được các anh chị. Được không ạ? À? Mà phải luôn liên tục. Cảm ơn. Để vũ trụ dẫn dắt các anh chị đi đúng đường, cho các anh chị đúng bài học các anh chị cần. Thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành thói quen này được không ạ? Mỗi một ngày tối trước khi đi ngủ hoặc là trong ngày, các anh chị phải tập, tập viết thư. Viết thư cảm ơn những cái người cho các anh chị bài học. Và trong môi trường câu lạc bộ hồi xưa đó các anh chị hồi xưa các anh chị đó, muốn học đó là các anh chị phải đi đi mua khóa học. Học ở gọi là phải mua khóa học từ gọi là diễn giả ở Việt Nam hay ở nước ngoài thì anh chị mua ở Việt Nam thì các anh chị cũng phải bay vô Sài Gòn, anh chị phải vô hội Thảo cái gì ngồi anh nghe, anh chị học đúng không ạ? Chứ hồi xưa đâu có mạng xã hội đâu mà lên mạng học. Rồi anh chị cũng phải bay ra nước ngoài anh chị học từ những cái người diễn giả hàng đầu thế giới, từ những cái người mà họ họ xây dựng cái khối tài sản lớn Họ có doanh nghiệp lớn họ dạy lại cho các anh chị đấy. Ví dụ như khóa học của Tony Robbins đi. Các anh chị muốn học một cái khóa học về khai phá con người phi thường bên trong của ông ấy thì các anh chị phải mua một cái khóa học, một cái số tiền nó phải uh, trên 50 triệu ha các anh chị. Có nghĩa là hơn 2.000 đô. Và nếu mà để mà ông ấy dạy cho các anh chị làm kinh doanh, chỉ cho các anh chị sử dụng sức mạnh tiền thức để mà làm kinh doanh bán hàng á. Là anh chị phải học cái, cái lớp học nó phải trên 15.000 đô. Mà anh chị bỏ cái số tiền đó Anh chị đi qua bên Singapore đó Phải đợi phải có cái lớp nó mở ra Các anh chị phải bay qua đó Anh chị phải đóng tiền ăn, tiền ở, tiền nhà Các anh chị mới học được cái cách khai phá Con người phi thường bên trong Nhưng trong môi trường của lòng bộ sao ạ? Giúp luôn cho các anh chị điều đó Tại vì sao? Tại vì anh chị hiểu rằng là anh chị học Thì anh chị chỉ lấy được lý thuyết thôi Về nhà ai chỉ cho anh chị thực hành Nên là anh chị học xong rồi về nhà Anh chị không có môi trường thực hành Thì anh chị cũng mèo lại quằn mèo đúng không? thì môi trường câu lạc bộ mới nhận ra được cái điều đó Mới nắm bắt một cái cơ hội đó chính là gì Tạo ra những cái nhóm rèn luyện cho các anh chị Ví dụ như các anh chị muốn khai phá con người phi phường bên trong Thay vì các anh chị phải bỏ tiền đi học Từ một nhà tỷ phú Đúng mà chắc anh chị đi học thì chắc chắn là nó năng lượng rồi Nó vui rồi đó Nhưng mà quan trọng là quay về nhà Là là anh chị quay trở về nhà Anh chị gặp cha, gặp mẹ, gặp con, gặp chồng, gặp vợ Đâu có ai dùng sức mạnh tiềm thức đâu Đâu có ai khai phá năng lượng bản thân đâu Nên là các anh chị sẽ bị đầm hóa cái năng lượng ở nhà của mình Là, là coi như là anh chị đi học là cái đóng cái tiền đó đi học đó là về xài được có một tuần à Hoặc là một tháng sau là các anh chị bị rụng rúng trở lại Vậy thì anh chị phải đóng tiền đi học tiếp Hoặc là các anh chị phải tới nhà Ông anh chị ở luôn á Thì thì mặt may các anh chị mới có thể gây dựng được cái cơ nghiệp từ cái kiến thức đó Đúng không ạ? Còn không là các anh chị về nhà là bao nhiêu số anh chị đây mình đi học rồi xong mình quay trở về nhà là mình bị đồng hóa cái năng lượng ở nhà Tại vì chồng của mình, vợ của mình, con của mình, cha mẹ mình, hàng xóm của mình họ đâu có họ đâu có dùng cái kiến thức đó đâu. Mà mình lấy ra mình xài thì có phải là mình là biệt lập không? tại nên là trước sau gì á các anh chị cũng sẽ bị đồng hóa tại vì cái cái nhóm người nào đông hơn thì sẽ đồng hóa cái người kia. đó là lý do tại sao mà môi trường của đồng bộ mới nhận ra được cái điều này. Đó chính là gì ạ? tạo tổ chức ra một cái nhóm rèn luyện cho các anh chị để mà rèn cho các anh chị khai phá con người phi thường bên trong. Anh chị rèn cái thân tâm trí của mình. Và các anh chị có gọi là các anh chị có đăng ký những cái khóa học ở bên ngoài nó cũng như vậy thôi các anh chị. Anh chị cũng biết cách để mà khai phá con người bên trong của các anh chị. Anh đây là trong cái chủ nhật tuần này các anh chị nha, là vào lúc 10 giờ sáng. Là mình sẽ bắt đầu lại cái nhóm rèn luyện thân tâm trí này. Xoay dòng lại và cái tuần đầu tiên sẽ là cái tuần khai phá anh chị sẽ được làm cái quy trình khai phá con người phi thường bên trong trong cái chủ nhật tuần này đó, nên là vừa rồi đó, anh chị nào mình chưa đi mình chưa mình chưa làm thì mình 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 quay lại mình làm và anh chị nào đây mà mình muốn thật sự rằng có một cái môi trường để mình rèn luyện cái thân tâm trí của mình khai phá con người phi thường bên trong của các anh chị rồi anh chị học cái cách để mà làm sao để mà mình có thể xây dựng cho mình cuộc sống nó khỏe mạnh nó hạnh phúc nó gia tăng về tiền bạc thì các anh chị phải tập trung để mà đăng ký được cái nhóm rèn luyện này sở hữu nhóm rèn luyện này được không ạ à? thay vì các anh chị phải bỏ rất nhiều tiền để đi học ở ngoài kia thì các anh chị hãy dùng một số tiền nhỏ các anh chị hãy chăm sóc chịu giờ chịu chăm sóc sức khỏe cùng với mấy các anh chị trong môi trường câu lạc bộ để các anh chị nhanh chóng có được tri thức có được trí tuệ được rèn luyện thân tâm trí cho mình luôn chứ còn để mà học được những kiến thức này á các anh chị đi đi mua không biết bao nhiêu tiền các anh chị rất nhiều luôn và em nói là chỉ cần một cái cái gọi là cái kiến thức trong cái chủ nhật tuần này nè các anh chị học xong là em nói anh chị rằng là nếu như anh chị học ở ngoài kia là em nói là tiền trăm triệu tiền tỷ cũng có mà chưa kể cái công sức của các anh chị mà cứ chưa kể các anh chị có học hiệu quả hay không nên là các anh chị chỉ cần học cái buổi chủ nhật tuần này thôi là anh chị nó lại cái cái gọi là nó lấy lại những cái thứ gì bao nhiêu năm nay các anh chị đã bỏ qua anh chị đã bỏ đi luôn đó anh chị hiểu không ạ thì nên là trong cái chủ nhật tuần này cực kỳ quan trọng anh chị nào mà chưa có tấm vé tham gia là mình phải nhanh chóng sở hữu liền cho em khai phá con người phi thường bên trong ra được không các anh chị ơi bao nhiêu số anh chị đây và mình nhớ nhớ giúp em là phải luôn vận hành cái lòng biết ơn anh chị muốn mưu cầu tri thức thì các anh chị phải biết ơn những cái cơ bản nhất những cái kiến thức cơ bản hàng ngày môi trường câu lạc bộ đã cho các anh chị rất là nhiều cái kiến thức để các anh chị có thể là gì ạ? À? để mà mình có thể vận hành, bước vô một cái buổi dâm nào đó, hàng ngày môi trường đã tạo ra cho các anh chị đó đúng không ạ? Cho các anh chị môi trường mở dâm cho các anh chị mua dâm cho các anh chị mở lên cho các anh chị, rồi sao ạ? À, phải có những hội tụ những cái người tài, những người giỏi nhất để lên chia sẻ cho các anh chị những cái bài học. Chỉ cần anh chị tốt nghiệp những cái bài học mà các anh chị nghe được trong một tháng đó thôi, là các anh chị sẽ đủ cái năng lượng, đủ cái tri thức, đủ cái nhận thức để anh chị gia tăng cái lợi nhuận cho anh chị lên. <laughs> nên là các anh chị phải biết ơn chứ mỗi ngày mình phải nói là cảm ơn vô mình phải viết thư cảm ơn vô đừng có nói cảm ơn sơ sài đừng có nói rằng là tôi cảm ơn bích thêu hay là tôi cảm ơn ai đó đừng có nói cảm ơn sơ sài mà hãy gì ạ. À? đừng có nói là cảm ơn hời hợt mà hãy nói cảm ơn một cách gọi là có đầu tư vô chị nói lời cảm ơn một cách có đầu tư có sự chủ động có tình yêu thương lớn có một cái gọi là cái tâm để trong đó anh chị đó không? đây là một thói quen cực kỳ đắt giá bởi vì anh chị hiểu rằng là tri thức bài học có những người nhá anh chị phải mất 10 năm 50 năm cuộc đời chưa chắc nhận ra được cái bài học trong cái chủ nhật cuối tuần này thay vì các anh chị phải quằn quại 10 năm các anh chị dành 4 tiếng đồng hồ thôi để mà có mặt để mà lắng nghe để mà ghi chép giác ngộ luôn có phải rằng là anh chị sẽ đi nhanh hơn người khác không ạ anh chị biết lý do tại sao mà các anh chị ở đây họ đi nhanh không ạ Thấy gì họ phải mò 10 năm giống như các anh chị Mà chưa chắc nó có hiệu quả Chưa chắc các anh chị biết được Thì mình đi học đi các anh chị ha Rèn luyện Môi trường sẽ rèn nha các anh chị Em bao nhiêu chị đây ra quyết định là mình phải Cỡ nào mình cũng phải có mặt tham gia Trong cái chủ nhật tuần này vào lúc 10 giờ sáng Để làm quy trình khai phá con người phi thường nè Rồi Sáng nay các anh chị em Bây giờ mình sẽ thực hành luôn Sáng nay các anh chị đã nhận được cái bài học gì Giác ngộ được bài học gì trong cái zoom này các anh chị hãy nhắn cho trưởng nhóm của mình Hãy viết thư cảm ơn Một là anh chị viết cho giấy Anh chị biết một mình các anh chị cũng được Hai là các anh chị viết thư cảm ơn Xong rồi anh chị gửi qua cho trưởng nhóm anh chị xem Được không các anh chị Tất cả anh chị đều cùng thực hành thói quen này với em được không ạ à? Tại vì trong môi trường câu lạc bộ là kiến thức đầy cho các anh chị rồi. Nhưng mà các anh chị có học được hay không? các anh chị có giác ngộ được hay không nó phụ thuộc vào cái cảm xúc biết ơn của các anh chị anh chị hiểu không còn nếu như mà anh chị học với cái thái độ là gì nè à, thì 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 tôi vô đây thì mấy người phải có trách nhiệm dạy cho tôi chứ tôi là là tôi bước vô đây thì mấy người phải có trách nhiệm dạy cho tôi học chứ không có các anh chị ha khi mà các anh chị vào môi trường câu lạc bộ anh chị không có ai không có ai mua không có ai lấy tiền của anh chị hết mà các anh chị đáp ứng cái điều kiện là thay vì anh chị bỏ tiền ra anh chị đi học đúng không thay vì anh chị bỏ tiền ra anh chị mua khóa học ngoài kia rất là nhiều mà chắc gì các anh chị học đúng mà anh chị học xong rồi các anh chị phải biết cách thực hành nữa ai chỉ cho anh chị thực hành đúng không ạ mà học được ba bữa xong về rồi cuộc đời còn lại các anh chị ai lo năng lượng ở đâu nhiệt huyết ở đâu môi trường ở đâu đúng không ạ thì thì sao thì thì ở đây là người ta không có gọi là không có bán khoa học cho các anh chị người thầy của theo không có bán khoa học cho các anh chị tại vì là thứ nhất bán khoa học đó là cái khóa học đó nó không không có bao nhiêu tiền là đủ đâu các anh chị mà muốn các anh chị dành một phần tiền của các anh chị đầu tư sức khỏe của mình ăn đúng uống đủ vận động hợp lý bình thường các anh chị ăn rau ăn rác ăn bún ăn phở ăn đồ ăn nó không có đủ chất thì bây giờ dùng cái tiền đó ăn những cái bữa ăn lành mạnh đầy đủ dưỡng chất cho em chăm sóc cho mình một cơ thể khỏe mạnh tràn đầy năng lượng có sức khỏe để mình đỡ phải tốn tiền đi chữa bệnh mình đỡ phải tốn tiền để mà về tương lai về lâu về dài mà mình còn giữ được cái sức khỏe của mình muốn các anh chị khỏe mạnh thật sự bởi vì á để đào tạo ra một nhân tài á dù anh chị có tài năng cỡ nào mà anh chị không có sức thì cũng vứt các anh chị hiểu không nên là đây là một trong những cái điều kiện mà môi trường muốn các anh chị đáp ứng các anh chị phải dùng cái tiền đó chăm sóc sức khỏe cho mình cái công thức chăm sóc sức khỏe như thế nào cho hiệu quả môi trường câu lạc bộ chuẩn bị cho các anh chị luôn rồi các anh chị chỉ cần là gì đáp đăng ký vào là sẽ được nhận cái công thức chăm sóc sức khỏe và đáp ứng theo cái điều kiện đó dùng tiền để mà ăn để mà mà ăn thôi thay vì mình mua bún mình ăn mình mua phở mình ăn không có giá trị gì hết không có giúp cho mình khỏe mạnh rồi cái cô bán bún cái cô bán phở nó cũng không có giúp cho mình cũng không có dạy cho mình thành công cũng không có dạy cho mình kiến thức Thế bây giờ mình không ngoan hơn không? Một cái môi trường có sẵn Một cái môi trường có những cái người giỏi dạy cho mình luôn Những cái thành những người thành đạt dạy cho mình thì Chắc chắn mình phải thành công theo Chứ cái gì đâu còn cái con đường nào nữa đâu các anh chị đúng không Thì cái tương lai của mình nó sẽ tươi sáng thôi Thế là mình không ngoan Mình dùng cái tiền đó Mình học cách ăn đúng thôi Thay vì mình dùng cái tiền đó mình cũng ăn Mình ăn cái thứ nó không có tốt Mình ăn vô nó làm cho mình bị bị cái nọ bị cái kia rồi mình lại tốn tiền mình đi chữa bệnh nữa thì bây giờ môi trường tạo ra cái nhóm rèn luyện nha các anh chị dùng cái tiền nó ăn thì sao cho khỏe lên đẹp lên còn lại tri thức ở đây lo nha các anh chị thế là đây là cơ hội chứ gì đúng không những anh chị nào mà đi học phát triển bản thân nhiều thì các anh chị sẽ thấy đây là cơ hội để các anh chị có tri thức nên là hãy tập trung vô sở hữu tất cả những nhóm rèn luyện câu lạc bộ để lấy tri thức cho em anh chị chỉ cần giác ngộ hết tất cả những cái tri thức đó là các anh chị đủ tự do tài chính không phải đi học cái gì nữa. Không có cần phải đi học, cái bất kỳ cái kiến thức gì thêm nữa. Rồi ok ha các anh chị nha. Rồi chủ nhật tuần này em thông báo lại này chủ nhật tuần này nha. Chủ nhật tuần này là mình sẽ bắt đầu lại cái nhóm rèn luyện về cái việc là gì? À, rèn luyện cho các anh chị về cái việc là thân tâm trí liên tục trong vòng 60 ngày. Nên là các anh chị phải vào nha để làm cái quy trình luôn làm cái quy trình khai phá con người phi thường mới trong nó là cái bước đầu tiên để các anh chị có thể đi được cái hành trình dài nên là phải 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 có mặt quan trọng rồi không có còn chần chừ nữa đâu và cái ngày 22 tháng 4 nữa không ạ thì câu lạc bộ sẽ bắt đầu cái nhóm rèn luyện danh nhân chậm thái vàng sẽ chia sẻ anh chị tư duy chiến lược vào cái khung 6 giờ chiều nên các anh chị phải tranh thủ tranh thủ lên để mình học tư duy kinh doanh sau 6 tháng sau 6 tháng sau các anh chị sẽ nắm được cái cuộc chơi kinh doanh như thế nào và vừa học vừa thực hành với em luôn Biết đâu trong 6 tháng anh chị sẽ vừa học vừa thực hành Đúng không? Vừa tạo ra tiền luôn ok Cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã đồng hành với theo trong buổi sáng ngày hôm nay Và bây giờ thì mình sẽ Xin chào và hẹn gặp lại nha à, Các anh chị sẽ cùng nhau thực hành với theo một cái thói quen nữa Đó chính là mình sẽ cùng nhau tập trung vào tâm trí trong vòng 5 phút Được không nè Hồi nãy là anh Hiếu có cho các anh chị rằng là Là viết lòng biết ơn rồi đúng không? dạ rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ không có thực hành cái này nữa chúng ta sẽ cùng nhau thực hành cái thói quen là 5 phút tập trung và hơi thở ha rồi à, xin mời các anh chị nha À, cái này anh Hiếu bấm đồng hồ xong hỗ trợ phần này giúp em ha. Anh Hiếu ha. Rồi. Nè anh chị sẽ quay trở lại với Doanh uh, nhân Văn Hiếu siêu đẹp trai ạ. Rồi, cảm ơn đến uh, doanh nhân uh, Big Thèo. Uh, bao nhiêu trong số anh chị uh, sáng hôm nay chúng ta nhận được rất nhiều cái uh, giá trị mà doanh nhân uh, Big Theo cũng đã chia sẻ đến uh, chúng ta. Đó là chúng ta hãy thực hiện những cái uh, Điều biết ơn và chúng ta đã, hôm nay đã học được rất nhiều từ những cái bài học mà doanh nhân big tiêu chia sẻ đến cho chúng ta để chúng ta thực hành nó để chúng ta thành công hơn Đợt giờ thì thôi vô cùng tuyệt vời à, Anh chị em chúng ta thực hiện cái uh, uh, bài học hôm nay là chúng ta hãy uh, hình dung tưởng tượng là học những cái bài học uh, ai gửi đến cho chúng ta và hãy nói lời cảm ơn chúng ta có thể nói trực tiếp hoặc chúng ta có thể viết uh, ra, ra số quyển sổ hoặc chúng ta có thể là soạn tin nhắn một cái bức thư gửi đến cho mọi người uh, những người mà chúng ta biết ơn Ôi, vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn doanh uh, nhân uh, Big Theo đã chia sẻ cái bài học và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta cũng đã cho phép mình vào rèn luyện học tập để chúng ta uh, phát triển. Rồi, bây giờ thì uh, cũng uh, kết thúc cái uh, buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục uh, với công việc thường ngày của chúng ta và hẹn gặp lại vào các buổi tiếp theo rèn luyện trong câu lạc bộ. Xin chào và biết ơn đến tất cả ban tổ chức biết ơn tất cả anh chị em